Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thêm một tin vui, gần một tuần trước qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. Chiều nay có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh ở Việt Nam lên 222 trên 268 ca, chiếm 83% tổng số bệnh nhân. Đây là hiệu quả của nhiều biện pháp chính sách phòng chống dịch của Đảng, nhà nước, chính phủ và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguy cơ dịch bệnh ở nước ta vẫn còn hiện hữu, vẫn có thể có ca bệnh xâm nhập, ca bệnh trong cộng đồng. Hiện Việt Nam ghi nhận tổng số 268 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% có 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 67.022, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 358 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.263 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 48.401 người. Cuộc họp sáng nay ngày 22 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia đã có đề xuất Hà Nội vẫn ở nhóm nguy cơ cao, thành phố Hồ Chí Minh xuống nhóm nguy cơ. Chiều nay, Thường trực Chính phủ sẽ họp quyết định chính thức để bắt đầu thực hiện từ ngày 23 tháng 4. Ban chỉ đạo cũng đã lấy ý kiến 28 địa phương nguy cơ và nguy cơ cao, từ đó tổng hợp và đề xuất xếp Hà Nội tiếp tục ở nhóm nguy cơ cao. Đề nghị tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tuần đến ngày 30 tháng 4. Ba tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Bắc Ninh ở nhóm nguy cơ, 59 tỉnh thành còn lại đề xuất xếp nhóm nguy cơ thấp. Tuy nhiên việc thực hiện giãn cách ở nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ dự kiến sẽ nới lỏng hơn so với hiện nay. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành sẽ xem xét cho phép mở cửa dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố tùy tình hình chống dịch và phải đảm bảo thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Ở nhóm nguy cơ thấp, các loại hình dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, tuy nhiên vẫn phải áp dụng các quy định như giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang. Ban chỉ đạo lưu ý các địa phương có nhiều khu công nghiệp lao động tự do cần chú ý phòng chống dịch trong nhóm này. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chú ý phòng chống dịch cho học sinh sinh viên, người lao động ở các khu nhà trọ, công nhân, người thuộc nhóm yếu thế, đồng thời tăng cường lấy mẫu ở bệnh viện ở nhóm có triệu chứng tương tự COVID-19. Cập nhật thông tin đại dịch trên toàn cầu. Thế giới hiện có 2,5 triệu người mắc, 177.000 người tử vong, có 212 quốc gia vùng lãnh thổ bị nhiễm Covid-19. Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 31.843, có 1.210 người tử vong. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus và ca tử vong cao nhất thế giới với con số lần lượt là 817.952 ca và 45.279 ca. Riêng trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận 25.193 ca nhiễm mới và thêm 2.765 ca tử vong. Hiện Đức có 147.065 người mắc Covid-19 và 4.862 người tử vong vì đại dịch này. Tây Ban Nha và Italy có số người nhiễm và tử vong do sắt COVID-2 cao thứ hai và thứ ba thế giới. Tại Italy, số ca nhiễm COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại là 181.228 ca, trong đó có 24.114 ca tử vong. Số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy nước này đã chứng kiến sự tăng nhẹ về số ca tử vong khi ghi nhận 430 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ đồng hồ qua. Cho đến nay, 21.282 người đã không qua khỏi dịch bệnh ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 3.968 ca nhiễm sát COVID-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 204.178 người. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo, nhất trí cho phép mở lại hoạt động các chợ viên bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 và cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường học vào ngày 27 tháng 4. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội các địa phương triển khai nhanh việc thành lập các tổ kiểm tra giám sát, tổ lưu động tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Các chốt chạm tiến hành kiểm tra 82.016 lượt xe, kiểm tra thân nhiệt cho 119.868 lượt người. Có 7 người có biểu hiện sốt đã được thực hiện các biện pháp cách ly y tế thích hợp. Sở Y tế đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sát COVID-2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4, tỉnh tiếp nhận 3.581 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới của tỉnh. Trong đó đã có 2.543 người đủ 14 ngày cách ly tập trung, 502 người chuyển đến cơ sở cách ly tại tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Có 536 người đang thực hiện cách ly tập trung. Hiện nay có 53 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đang theo dõi cách ly tập trung. Đến hết ngày 20 tháng 4, toàn tỉnh đã có 2.105 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó 1.818 mẫu có kết quả âm tính, 287 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 34 trường hợp vi phạm hành chính 90 triệu đồng về phòng chống dịch. Toàn tỉnh có 30.272 người sử dụng ứng dụng NCOVID, trong đó có 28.838 người khai báo sức khỏe kết luận cuộc họp đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành địa phương cập nhật các văn bản mới để có giải pháp kịp thời điều chỉnh sở y tế tham mưu kịp thời ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch đáp ứng với cấp độ phòng chống dịch quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhất là đối với các khu cách ly các chốt kiểm soát dịch khu vực quốc lộ các tuyến biên giới chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho bệnh viện giã chiến Đối với việc mua sắm thiết bị y tế phải đảm bảo tuân thủ theo quy định, vận động người dân tăng cường phòng chống dịch, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể. Có giải pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ thủ tục đối với doanh nghiệp cần chuyên gia nước ngoài đến làm việc Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ đối với các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ đối với các hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngày 21 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đến kiểm tra tặng quà các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Cô Ba, chốt kiểm soát dịch bệnh phiêng mòn, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lạc, tính đến ngày 22 tháng 4, trên địa bàn huyện Bảo Lạc chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm COVID-19. Đồn biên phòng Cô Ba hiện phụ trách 8 chốt kiểm soát dịch bệnh và hai đội kiểm soát lưu động hoạt động 24 trên 24 giờ. Đến thăm, kiểm tra tổ công tác tại xóm Phiêng Mòn và đồn Cô ba. đoàn công tác đã được chỉ huy đồn báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch trong thời gian qua. Đến nay, đồn đã thu dung cách ly 27 trường hợp, ngăn chặn 32 công dân Việt Nam có ý định sang Trung Quốc làm thuê. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận biểu dương các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đã nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác đã trao 20 triệu đồng cho hai đơn vị, trao một số vật dụng y tế, quần áo, bảo hộ, chống dịch cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh phiên mòn. Số quà trên được trích từ Quỹ Phòng chống COVID-19 tỉnh Cao Bằng. Ngày 21 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh tiếp nhận 70 triệu 220.000 đồng và nhiều hiện vật do tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 21 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh đã có 30 đơn vị, cơ quan doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 70 triệu 220.000 đồng và một số hàng nhu yếu phẩm, đồ dùng y tế trị giá 120 triệu đồng là một trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đình Văn đã có nhiều hoạt động đóng góp, ủng hộ tích cực cho công tác phòng chống dịch ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh mới xuất hiện. Tất cả vật phẩm ủng hộ được chuyển đến khu cách ly của huyện. Đối với kinh phí sẽ được ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện chuyển đến lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã huy động 63 chuyến xe liên tỉnh và nội tỉnh phục vụ vận chuyển 1.493 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu lối mở biên giới tỉnh đến các cơ sở cách ly và công dân đủ thời gian cách ly về địa phương ngoài tỉnh. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, huy động 36 chuyến xe đưa 861 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu lối mở qua lại biên giới ở các huyện đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 21 chuyến xe đưa 506 người từ Trung đoàn 852 huyện Hòa An đi cách ly tại các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên. 10 chuyến xe đưa 247 người từ huyện Trùng Khánh đến cách ly tại Trung đoàn 852. Bốn chuyến xe đưa 86 người từ đồn biên phòng Đàm Thủy đi khu cách ly huyện Phục Hòa cũ và khu cách ly huyện Quảng Uyên cũ. Một chuyến xe đưa 22 người từ cửa khẩu Trà Lĩnh đi cách ly tại Trung đoàn 852. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, huy động 27 chuyến xe đưa 632 công dân đủ thời gian cách ly y tế tập trung về các địa phương ngoài tỉnh chủ yếu là các chuyến xe vận chuyển từ bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng về các điểm ga Hà Nội, bến xe khách Mỹ Đình, sân bay Nội Bài. Ngoài ra có 3 chuyến xe đưa công dân về các tỉnh Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Cạn. Ngày 22 tháng 4, Văn phòng Phát triển vùng Chai Phan Việt Nam tại Cao Bằng hỗ trợ một số vật dụng y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Quảng Hòa nhằm giảm thiểu những tác động của dịch bệnh, tổ chức Chai Phan Việt Nam hỗ trợ 1.006 hộp khẩu trang, 1.333 lọ nước rửa tay khô, 6.420 bánh xà phòng, 75 kg dung dịch tẩy rửa Crolamin B và một số vật phẩm khác cho huyện và năm xã là độc lập, hồng quang, tự do, hoàng hải, hạnh phúc nhằm giúp cho các trạm y tế, cán bộ y tế thôn bản, trẻ em khuyết tật và gia đình có người khuyết tật, trẻ em thuộc vùng dự án Chai Phan Việt Nam. Dự kiến tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho huyện Quảng Hòa với tổng trị giá 587 triệu 426 nghìn đồng. Hoạt động hỗ trợ khẩn cấp ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam là một phần trong kế hoạch xây dựng cộng đồng vững mạnh và tự lực do chai phan hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!